Chiến thắng là cả nước Việt Nam mình hôm nay rất là vui và lúc nào cũng hướng về Park Hang-seo và các đội tuyển của Việt Nam nhà mình hôm nay thắng vô địch rất là phấn khởi. Chiến thắng của người dân Việt Nam ngày hôm nay như nào ạ?